không phát hiện bằng không lây truyền là một thông điệp về lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng virus ARV với người nhiễm HIV. Ca bằng ca đã được 859 tổ chức y tế và tổ chức cộng đồng tại hơn 97 quốc gia công nhận và ủng hộ. Thông điệp ca bằng ca nghĩa là cái tải lượng virus của bệnh nhân dưới cái ngưỡng phát hiện thì bệnh nhân đó có cái quan hệ tình dục mà không có cái tổn thương viêm nhiễm thì sẽ không lây truyền qua đường tình dục. Thế cái thông điệp đó nó mang một ý nghĩa rất là quan trọng, nó đánh giá cả một quá trình bệnh nhân uống thuốc đó như nào, tuân thủ có tốt hay không, cái phác đồ đó có hiệu quả đối với bệnh nhân hay không thì nó mới đem lại kết quả tốt được như vậy. Phát hiện và sống chung với virus HIV từ năm 2006, bệnh nhân này đã kiên trì điều trị HIV bằng thuốc ARV. Tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị đã nắm rõ ý nghĩa của thông điệp ca bằng ca. Khi mà có tải lượng virus không phát hiện rồi nhưng mình cũng vẫn phải tuân thủ điều trị để duy trì cái ngưỡng không phát hiện trong cái xét nghiệm tải lượng virus để giữ cái sức khỏe cho mình ổn định. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 4.700 người nhiễm HIVS còn sống, trong đó trên 4.000 bệnh nhân nhiễm virus HIV đang được điều trị bằng thuốc ARV. Theo thống kê, 95% số người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế, duy trì sức khỏe ổn định. Từ khi phát hiện HIV trong tôi thì là tôi đã duy trì đều đặn uống thuốc đều đặn. Và đến bây giờ tôi vẫn khỏe mạnh, bình thường và không phát hiện cái virus trong máu. Chiến dịch quốc gia ca bằng ca nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng với thông điệp không phát hiện bằng không lây nhiễm. Từ đó thì thay đổi quan điểm rằng nhiễm HIV chỉ là một căn bệnh truyền nhiễm mãn tính có thể dự phòng và quản lý được.